Đấy, Thầy nói cái vụ mà Quảng Ninh nhà mình bị mưa năm ngoái đấy. Đấy là nghiệp của dân Quảng Ninh đấy. Năm ngoái Thầy cũng thỉnh, khi mà các anh các chị lãnh đạo tỉnh nhờ Thầy điện cho Thầy để làm lễ, Thầy thỉnh, chư Thiên nói luôn đây là nghiệp của dân Quảng Ninh. Không biết cái điều này đợt trước Thầy đã nói chưa? Nghiệp của dân Quảng Ninh phải chịu đó. Mà các ngài báo luôn, nếu mà đúng theo cái bản nghiệp này sẽ chết bao nhiêu người? Nói rõ luôn, chết 127 người trong cái đợt mưa lũ đấy đó. Báo rõ luôn. Mới đây Thầy kể luôn để cho đại chúng thấy nó màu nhiệm lắm. Thế sau Thầy mới bảo là thôi con xin với các chư Thiên là giờ chư vị quan chức lãnh đạo cũng đã tin tưởng chúng con, mà bạch thỉnh nhờ chúng con thỉnh thì các ngài giúp cho. Thế hôm Thầy bạch thỉnh là tối 29, lúc ấy Thầy còn trong rừng. Thế thì các ngài nói bảo hiện nay là rất nhiều dòng đang chuyển nước về Quảng Ninh, hàng ngàn con dòng chuyển nước về Quảng Ninh, cho nên việc này thật là khó. Thế Thầy lại bạch thỉnh thiết tha nữa, các ngài bảo sẽ cố gắng. Nếu cố gắng thì nhanh nhất ý, thì là trưa mùng 2 thì sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thì 29 này, 30 mùng 1 và đến mùng 2, tức là 2 ngày sau. Thế trong khi đó Thầy xem, Thầy nghe mọi người nói á, đài báo là đến mùng 8 lượng mưa mới có thể giảm. Mùng 8 lượng mưa như thế này mới có thể giảm. Với cái lưu lượng như thế này, họ xem dự báo đấy. Thế thì các ngài này nói là trưa mùng 2 sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thế lúc ấy Thầy cũng điện, Thầy báo lại cho các vị, các bác lãnh đạo nơi tỉnh là đấy. Thầy lễ, Thầy thỉnh thì chư Thiên đã báo thế đấy. Đó. Và các bác ghi vào, đúng trưa mùng 2, Hạ Long trời tạnh, mặc dù mây rất nhiều nhưng tạnh và nắng lên hửng lên. Đấy. Thế là các vị, các anh chị nói Thầy, các bác cứ bảo là thật là kỳ diệu, chuẩn đấy Thầy ạ, chuẩn. Có một vị mặt trận Tổ quốc bảo Thầy ơi, đúng là Phật Pháp nhiệm màu Thầy ạ, chuẩn luôn. Nó rất nhiều cái thưa đại chúng, nó kỳ lạ, không phải chuyện thường. Rồi, quý vị ơi, tôi biết rồi. Tôi biết lý do tại sao mà ngày hôm qua bão vô rồi quý vị. Tại vì mấy ngày hôm nay Thầy của mình mất tích. Đó, đi đâu rồi, kiếm ổng không ra cho nên bão vô. Đó, Thầy chùa Ba Vàng của chúng ta đó quý vị. Mấy ngày hôm nay ác nhân, ác đức sao mà. Đó, mấy anh chị em YouTube công kích quá là Thầy Quang của tôi rồi, Thầy Bé Lùn rồi, Thầy Thích Trúc Thái Minh đồ ấy, sợ quá cái là trốn đi ẩn đồng thời gian á. Đó, tại vì mấy anh em công kích quá cho nên ổng ẩn cho nên bão vô, thấy chưa? Thấy chưa quý vị? Ha. Chứ nếu mà cái đợt bão này á, mà có ổng ở ngoài là ổng gọi điện, ổng nói chuyện với chư Thiên là được rồi ha. Là chư Thiên họ sẽ quẹo cái đường bão qua bên phía Trung Quốc rồi, nó sẽ không vô đâu. Họ điều khiển được chư Thiên mà ha. Đó, trong clip nghe Thầy nói không? Nó lãnh đạo của tỉnh luôn, nó gọi cho Thầy, nó nhờ Thầy mà sao cái đợt này sao lãnh đạo của Quảng Ninh không có để tâm tới vấn đề này ha, hay là sao mà lo nhiều thứ quá rồi quên luôn, hay sao, hay là Thầy ở ẩn ở đâu mà gọi điện Thầy không được, hay sao mà điện thoại Thầy thuê bao là sóng yếu hay là hết pin sao ta. Đó, chứ nếu mà bây giờ cái này mà điện cho Thầy một cái thôi là Thầy phone lên cho chư Thiên cái là chư Thiên là sẽ chỉnh cái hướng bão liền, hoặc là sẽ là làm phép là ta tan bão ngay ha. Đó, hay là đi qua bên đi đâu rồi, hay là đi lấy xá lợi Phật về rồi, nó cỏ pili rồi, nhỏ nước vô cái cổng nó quéo quéo rồi đó, giống như là đoàn lô tô hồi chợ. Mấy cái trò đó là cái trò lô tô hồi xưa tôi hay đi. Hồi chợ tôi gặp có cái gì. Mà không biết sao giờ này nó im hay nha. Thầy của chúng ta khủng khiếp quá quý vị. Đó, bữa nay tôi nói thiệt cho tôi phải làm clip ở trên cái kênh này để mà tôi chăm sóc mấy thầy của chúng ta. Đó, khán giả thì cứ nói sao mà sơn sàm cứ làm chỉ trích mấy thầy hoài thì tội mấy thầy, nhưng mà đúng là mình thấy cũng, nếu mà nói về Phật Pháp chư Tăng hoài thì cũng kỳ, nhưng mà không nói không được quý vị, không nói không được.
cái mỗi ngày cái nó lòi ra một cái sao không nói được đó. Bây giờ cái dịp bão này cái tôi tìm được cái clip này tôi phải nói thôi chứ cái miệng tôi ngứa lắm rồi à, phải nói với quý vị cái này là do sơ xuất của bên phía lãnh đạo tỉnh nha, đó sơ xuất không gọi cho thầy. Nếu mà gọi cho thầy sớm thì thầy sẽ chỉ phone cho Chư Thiên một cái là xong rồi, không cần phải chống lũ nè, không cần phải sơ tán, rồi không cần phải là bộ đội rồi công an rồi phải ra túc trực rồi mặc áo mưa rồi dầm về là tốn nhân lực tốn tiền rồi thậm chí mình thấy không chết bao nhiêu người nữa mất mạng nữa quý vị. Gọi cho thầy một cái thôi đó, thầy phone lên Chư Thiên cái là xong trả rồi, thấy không là xong rồi. Thầy phone lên thầy là giống như là có cái đường dây nắm hay sao, thầy nắm được cái số phone của Chư Thiên nha. Đó. Không thấy sao mà để kêu thầy ra để thầy chỉ, thầy đưa cái số phone của Chư Thiên để cho phổ biến rộng rãi cho bà con. Đó, nếu có cái đụng chuyện gì mà mưa gió lũ lụt hay là thiên tai động đất sấm chất về sấm chớp gì đó gì rồi đó, động đất các kiểu đó là để mà người dân có thể gọi trực tiếp lên cho Chư Thiên. Chứ bây giờ thầy có một mình thầy biết số Chư Thiên mà bây giờ thầy đi đâu cái chết luôn, gọi không nghe máy luôn là bắt đầu là Chư Thiên là mới đổ bão tố sấm sét xuống là chợt. Họ đề nghị là thầy phải xuất hiện, là thầy phải túc trực, thầy ngồi ở cái trạm khí tượng thủy văn đó. Đó, thầy ngồi ở đó, cái chùa của thầy phải dời về đó luôn. Để đụng chuyện mà có thời tiết thế nào là thầy gọi Chư Thiên liền. Hoặc là nữa là thầy phải đưa cái số của Chư Thiên ra. Đưa cái số của Chư Thiên ra rồi mình phải phổ biến rộng rãi lên trên mạng xã hội hoặc là trên phương tiện truyền thông. Đó, để người dân có thể là gọi Chư Thiên bất cứ lúc nào. Đó, giảm thiệt hại về thiên tai đúng không? Trời đất ơi, khổ ghê. Bởi tôi nói thiệt với mấy cái thầy này, lâu lâu quá là nó lên cái clip còn ứa máu thiệt. Đây còn coi cái clip này nữa quý vị, coi cái clip này nữa đi. Đó, cái clip này bé Lùng á. Bé Lùng nói là tôi làm gì sai, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu mà ai đã quý vị coi cái clip này mắc cười nè. Đó, coi cái clip này nha. Đó. Theo lời kể của mẹ nam em, cách đây 2 ngày, Trường Giang đã từng có 2 tháng ăn nằm về. Trung bình 28 ngày trên 1 tháng tại nhà của nam em, rồi đòi hỏi cứu nam em. Chứ bây giờ đó thì thấy Nhã Phương ưu việt hơn, đặc biệt hơn, chịu đựng hơn, chung thủy hơn, ấn tượng hơn, thì Trường Giang chọn Nhã Phương. Và trước đó là còn có Quế Văn, thì bây giờ có thêm nam em. Đấy, thì bây giờ á, chúng ta chưa biết thật là hư nằm ở chỗ nào. Trường Giang nói đúng rằng là chỉ có tình cảm chứ không có tình yêu, và khuyên nam em hãy dừng lại, bằng không á, đó là một hành động bất bình thường, đầu óc bất bình thường, hành xử bất bình thường. Còn nam em á thì vẫn tiếp tục lên mạng, cho rằng là dầu không được hồi đáp lại vẫn tiếp tục cuồng yêu Trường Giang, đó là giả. Người ta không yêu mình đi theo làm gì? Đối với phụ nữ đó, các bạn nên nhớ theo tình phớt, phớt tình theo. Các bạn đó tôi giảng sai, hãy dẫn chứng tôi sai cho đạo dựa vào kinh đạo. Nếu các bạn đó tôi giảng sai, hãy dẫn chứng tôi sai cho đạo dựa vào kinh đạo. Hay quá lắm rồi quý vị ha. Đó, bởi vậy sao biết người ta không chửi được. Tu mà rành quá ha. Đó, tu mà rành quá. Tu mà biết được là họ ăn dầm nằm về, người ta ngủ ở nhà người này, ngủ nhà người kia. Đừng mẹ người này không đồng ý, người kia không đồng ý. Rồi người này yêu người nọ từ chối người kia này. Cái tu mà rành quá vậy. Ở trong chùa tu gõ mõ tụng kinh đó mà sao rành quá vậy trời. Hả? Đó, đó thời gian đi xăm soi cái người này người kia đó là lấy cái thời gian đâu mà đi tu hành, đi cầu cho thế giới bình an, chúng sanh gọi là hạnh phúc, đúng không? Chắc thời gian là chắc ngồi để nghe ngóng, rút xuống giường người ta để nghe biết người này quen người kia đánh ghen người nọ. Rành quá ha, rành sáu câu dòng cổ, tu mà rành quá vậy. Đó, rồi hỏi thời gian ở đâu tu tập. Đó, rồi Phật tử người ta cúng dường vô. Người ta cúng dường vô là để cho là mấy thầy yên tâm tu tập, không có phải lo cơm áo gạo tiền, không có phải đi làm như này đó, như tu cũng phải đi làm, sách bất sang bao mới có gạo ăn, chỉ cần thất nghiệp cỡ 1 tháng thôi là đói thối mồm. Đó, họ cúng dường vô là để cho mấy thầy là không có phải đi làm, có cái ăn để mà chuyên tâm tu tập. Chứ không phải họ cúng dường vô là để cho mấy thầy đi lũi xuống nhà, xuống giường nhà người này, đi lũi qua vách nhà người kia để mà nghe ngóng. Đó, để mà để biết đứa này quen đứa kia đánh ghen đứa nọ. Ha. Đó. Hay là để mà thầy nghiên cứu về thịt chó.
À, thầy nghiên cứu về thịt chó rồi ha, dữ dằn ha, lên giảng cày là có 7 món rồi ha. À, sấu măng, rửa mặn, rồi hấp, rồi riền, rồi cúng la mơ, chấm mắm tôm ăn rất là ngon rồi. Nhà tôi là Gò Dấp, rồi đi qua là bao nhiêu là quán thịt chó, thịt cày đồ, úi là la. Dữ vậy sao? À, à, nên tu tập và thời gian ở đâu nghiên cứu về thịt cày. À, đúng là tiến sĩ nè, tiến sĩ nha, tiến sĩ, bằng tiến sĩ tới 20 cái bằng lận. À, nghiên cứu về thịt cày xong bắt đầu nghiên cứu về cái chuyện vợ chồng người ta nữa, rồi bắt đầu là nghiên cứu về tần suất quan hệ. À, vợ chồng là làm với nhau ngày mấy cái, rồi tùng với nhau là mấy cái, nam nữ thế nào đó, ăn cái gì nó mát, à, nó bồi bổ dương khí đồ. Sao mà rành quá vậy, sao mà ấy quá vậy hả? Trời đất ơi, đã nói là không nói về chư tăng nữa nha. Mỗi lần mình làm clip về chư tăng mình thấy sao sao, nhưng mà nó không nói không được quý vị. Hỏi quý vị vậy đó, làm sao mà tôi không nói được quý vị? Như vậy đó, làm sao tôi không nói? Mà nói ra thì người ta kêu là tôi là này nọ, ác mồm ác miệng, mà thiệt ra thì nó ảnh hưởng đó quý vị. Nó ảnh hưởng đến những cái bậc cao tăng, ảnh hưởng đến những vị chân tu, người ta cả đời người ta tu tập. Bây giờ người ta ảnh hưởng đó quý vị. Nghe tới chùa, chiền, cúng dường mới là người ta sợ, ảnh hưởng. Trước đây họ cúng dường ào ào, giờ mấy cái thành phần này là họ nghe họ ngán, đúng không? Nó ảnh hưởng, rồi ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo nè, ảnh hưởng đến hình ảnh của người tăng ni ở trong con mắt của quần chúng nữa, ảnh hưởng lắm. Dài ba con sâu thôi đó, bởi nói sao xàm tăng, ác tăng, rồi ma tăng thì cha nói sao là người ta có ác cảm với Phật giáo. Người ta không có ác cảm với Phật giáo, người ta không ác cảm, người ta vẫn đi chùa, người ta vẫn cúng dường đều đặn, người ta vẫn một lòng hướng Phật. Đó, cái Phật, đạo Phật là một cái tôn giáo mà gắn liền với văn hóa, đời sống và tinh thần của dân tộc Việt Nam ta bao nhiêu năm nay. Không ai bỏ đạo Phật, không có ai ác cảm với đạo Phật, chỉ ác cảm với mấy cha thôi. Đó, mấy cha lên, mấy cha giảng vậy đó, hỏi sao người ta không chửi. Mấy cha cứ sống đứng đúng đi, mấy cha cứ tu tập nghiêm túc đàng hoàng đi, ai chửi, ai ác cảm, đúng không? Trời ơi, khổ ghê á, nhức cái đầu quá. Ôi, đủ trò hết. Bằng cấp thì mua, u trời trời, rồi lấn chiếm đất rừng ha, lừa người này lừa người nọ, học không có, học lớp 2 mà khai tiến sĩ, ăn mặn đai khai, đủ trò hết ha, đủ thứ trên đời. Hỏi sao người ta không nói được quý vị. Bức xúc quá, bức xúc. Thôi bán hàng. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm gửi sơ qua những cái sản phẩm của Sơn Sàm nha, sức khỏe và làm đẹp. Mời cô chú anh chị xem qua rồi mua ủng hộ Sơn Sàm nha. Cảm ơn. Rồi xin mời. Rồi cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra nó full màn hình, cái mặt như cái bạc bàn, thấy không? Đó, thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây, cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây,
cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này. Cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè, đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi, một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi, kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, đó, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi, một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi, cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm là không có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu mình xấu, thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, áo quần một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống một tháng nha, một liệu trình ba gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng thứ hai liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm về nhộm đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng này, 3 gói 3 tháng, 2.400.000 miễn ship. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber. Còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi, đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em, không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.